Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay chắc các bạn sẽ rất là mắc cười khi mà Tân có một cái đầu mới. Cái đầu này do Tân tự cắt và nó đã bị hư rồi bạn. Nhưng thôi, trời rất là nóng, mình cạo sát vậy thì nó sẽ mát mẻ hơn để kể những câu chuyện ma nó hay hơn. Coi như là một bài học cho Tân đi ha. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện cũng khá là hay, do một cái chị fan. Và chị này là ở Pháp, hiện tại chị đang định cư ở Pháp. Thì Tân dùng từ chị, mà tuổi chị nó cũng lớn hơn Tân, chắc cũng 10 tuổi và mười mấy tuổi đó. Thì câu chuyện này rất là lạ mấy bạn. Và chị kể về cái quá trình mà chị đi định cư và những chuyện tâm linh mà chị gặp. Thì trước đây ở Việt Nam á, là chị làm cái nghề là một cái người y tá điều dưỡng cho những ca bệnh nặng trong một cái bệnh viện ở Sài Gòn. Và chị có thâm niên 5 năm trong nghề. Và chị là một cái người gọi là y tá điều dưỡng, phải nói là giỏi ở trong cái ngành mà làm điều dưỡng. Thì sau 5 năm làm việc á, thì tưởng chừng mới là mọi chuyện nó đang ổn, thì cuộc đời của chị xảy ra một cái biến cố. Cái biến cố đó là gia đình của chị, là ba của chị làm ăn không có suôn sẻ và bị rơi vô tình trạng nợ nần. Thì trước cái biến cố đó, ba chị không có nói với chị biết, và ba chị âm thầm buồn bã, đâm ra chết, và ba chị đi tự tử. Thì sau cái chết của ba mình thì chị cảm thấy rất là sốc, và chị không có vực dậy được cái tinh thần. Và cũng như là công việc của chị thì càng ngày càng sa sút, mặc dù đồng nghiệp, bạn bè, bác sĩ này kia ở nơi công tác của chị đó, thì người ta đều biết câu chuyện của chị và người ta thông cảm cho cái tinh thần của chị. Nhưng mà bản thân chị không có vượt qua được, vì chị bị sốc. Tuổi lúc còn nhỏ thì chị bị mất mẹ, lớn lên thì chứng kiến ba mình như vậy. Mà thực sự ra cái số tiền mà ba của chị bị thất thoát á, nó không phải là một số tiền lớn, cho nên tinh thần của chị rất là sốc. Thì sau đó một thời gian là chị, trong lòng chị muốn mình đi đâu đó thật là xa, đi ra khỏi Sài Gòn hoặc là đi đâu đó ra được nước ngoài để mà định cư cũng như là làm việc một nơi khác. Nhưng mà các bạn biết vào thời điểm đó để mà làm được cái ước mơ đó rất là khó. Đó là một người phụ nữ rất là khó. Thì một ngày đẹp trời, giống như là khi mình nghĩ về cái điều gì đó nhiều quá thì ông trời ông mở cánh cửa đó cho mình đi. Ta gọi là mở cánh cửa cho mình đi thử mình đi được hay không. Thì chị được một cái người bạn, và người bạn chị là cái người đạo Chúa. Thì người bạn này mới nói rằng là người bạn này quen một cái nhà thờ, và nhà thờ đó là được sự tài trợ vốn 100% của Pháp. Và hiện tại nhà thờ này đang cần tuyển những người hộ lý, những người y tá điều dưỡng có kinh nghiệm lâu năm để mà giúp cho những người Pháp mà lớn tuổi ở tại Việt Nam đang được điều trị ở trong nhà thờ này để mà chăm sóc, lo lắng. Và có cơ hội nếu như cái người Pháp đó họ muốn chị này đi theo điều dưỡng qua tới châu Âu, qua tới Pháp, thì cái hiệp hội đó, hiệp hội của Pháp, nó sẽ làm một cái giấy tờ để cho chị này đi cùng với bệnh nhân của mình qua bên Pháp để mà chị này giúp cho cái hiệp hội nó điều trị. Thì những người Pháp, những người rất là đặc biệt mấy bạn. Thì bạn biết, bạn nghe sơ qua thế nó bình thường, nhưng mà những người là những người cực kỳ đặc biệt của một cái hiệp hội nào đó, mà hiệp hội này nó tài trợ 100% cho cái nhà thờ để chăm lo cho những người này. Và nó sẵn sàng làm vừa lòng những người này bằng cách nó tuyển những người hộ lý tốt nhất để mà tới chăm sóc cho những bệnh nhân người Pháp ở đây. Vì cái thời điểm mà chị này kể đó, ở đây chưa có bệnh viện quốc tế, đó là những bệnh viện mà thuộc về nhà nước Việt Nam mình. Thì cái nhà thờ này là một cái nơi đã có sở hữu những máy móc từ châu Âu gửi về để chăm lo cho những bệnh nhân quốc tịch Pháp. Thì chị này đó, có cái may mắn là chị này cũng biết sơ sơ tiếng Pháp. Nhưng mà cái người bạn nói rằng là không cần nói tiếng Pháp nhiều, tại những người ở đây, những người cha xứ trong cái nhà thờ này họ cũng nói tiếng Việt, chứ họ không có nói tiếng Pháp. đó, thì chị đồng ý. Chị đồng ý mà chị vào cái nhà thờ đó để làm việc thử một thời gian. Thì khi vào chị biết cái mức lương của mình cao hơn mức lương hiện tại, ở vị trí hiện tại đang làm tại bệnh viện. Chị công tác suốt 5 năm đó là gấp 3 lần. Cho nên chị quyết định là chị nghỉ luôn ở bệnh viện. Thật ra không phải là chị tham tiền, nhưng mà là chị đã quá là bức bách và chị quá buồn. Chị không muốn người ta nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp và thương cảm nữa. Và chị cũng không muốn người ta biết tới cái quá khứ của mình, bị mất mẹ rồi mất ba như thế nào. Đó, trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, chị muốn xóa luôn tất cả dấu vết đó. Chị muốn làm lại cuộc đời mình ở một nơi khác. Thì chị mới xin nghỉ để vào nhà thờ làm. Đó. Thì khi vào trong đó chị mới thấy một cái vấn đề là đằng trước một cái nhà thờ, đằng sau là một căn nhà, một cái dãy nhà rất là đẹp, được xây bằng đá, theo kiến trúc Pháp, đầy đủ những tiện nghi. Ở trong đó chỉ có 15 phòng thôi. Thì có 10 bệnh nhân người Pháp, và 5 phòng còn lại thì 2 phòng để vật tư, để thuốc men, rồi gạt băng ca này kia các cái đó. Và những phòng còn lại là những phòng cho những người điều dưỡng người ta nghỉ ngơi. Thì khi mà vô đây thì chị được cái người quản lý cũng như là cha xứ cho chị gặp cái người bệnh nhân mà chị cần chăm sóc. Thì ông này, ông là một người Pháp, ông 60 tuổi. Thì cái tên ông là Tân không có nhớ rõ, thì Tân nói ông người Pháp đi ha. Thì khi mà chị vào trong đó đó thì chị biết ông này là 60 tuổi. Và ổng là một tín đồ của nhà thờ này. Ổng thuộc một cái hiệp hội bảo vệ nhân quyền gì đó của Pháp. Và ổng đã công tác tại Sài Gòn mình gần như là 20 năm. Thì lúc mà ổng công tác thì khoảng ổng 40 tuổi. Bây giờ ổng 60 tuổi. Thì ở cái tuổi đó đối với một người nước ngoài các bạn, nó không có đến nỗi là phải nặng nề đến mức độ mà nằm liệt giường. Nhưng mà khi mà người ta hỏi ra đó thì những người ta phát hiện ổng ở trong nhà là ổng bị bất tỉnh một ngày một đêm ở trong nhà của ổng. Nhưng mà do là cái nhà thờ này người ta có cái sự gọi là quan tâm với lại cái tín đồ của họ, cho nên là họ cho người qua hỏi là tại sao ổng không đến nhà thờ. Nhưng mà khi qua thì họ thấy nghi vấn, họ nhờ người ta đập cửa vào thì ổng đã bất tỉnh một ngày một đêm. Thì trước cái sự chạy chữa các bác sĩ của Việt Nam mình á, thì ổng tỉnh lại và ổng bình thường, nhưng ổng sống đời thực vật. Ổng không có cử động tay chân được nữa. Và ổng không nói chuyện được bình thường. Ổng vẫn nhận thức được. Ổng vẫn nhận thức được và cử động các ngón tay nhẹ được. Nhưng mà ổng không nói chuyện được bình thường. Ổng chỉ đảo mắt qua lại, chớp mắt. Và cái lưỡi ổng nói chuyện rất là khó. Thì qua cái lời giải thích của cái người quản lý và cái người cha xứ, thì là cái hiệp hội này muốn đem ổng về Pháp được điều trị tốt hơn. Nhưng mà phải cần làm một số cái hồ sơ để mà ổng này được bay về Pháp. Đó. Và trong quá trình đó, những người điều dưỡng như chị này kể câu chuyện cho mình đó, là chị sẽ được chăm sóc cái người đó thôi. Đó. Thì ở trong đó có tổng cộng là 5 điều dưỡng. Thì đúng ra một người điều dưỡng chăm sóc 2 bệnh nhân. Nhưng mà thì trong đó là chị được phân công đúng ông này thôi. Còn những 4 người điều dưỡng còn lại phải chia công việc ra. Tại vì cái ông này là người quan trọng đối với cái nhà thờ này. Thì mình có thể gọi là một cái trường hợp VIP. Có thể ông là người sáng lập, hay là ông là một cái người tạo ra cái nhà thờ này, thí dụ vậy. Thì ông được chăm lo nhiều hơn. Đó. Thì lúc ban đầu khi mà chị chăm sóc cái người bệnh nhân này á, chị thấy ổng rất bình thường. Nhưng mà ổng luôn nhìn chị với một ánh mắt rất là kỳ. Và đặc biệt là ổng không cho thắp đèn ở trong cái phòng của ổng. Thắp đèn cầy cũng không được, mà mở đèn cũng được, lúc nào phải tối thui. Và chỉ mở một cái rèm đủ ánh sáng vô trong phòng thôi. Đó. Và rất là kỳ. Và cái việc mà chị chăm sóc cho ông này á cực kỳ khó khăn. Mà chị kể câu chuyện cho Tân, chị nói rằng mình đã từng chăm sóc những bệnh nhân rất là nặng, thậm chí máu me, rồi bị phỏng, rồi bị này kia cái. Ông này là trường hợp rất là bình thường. Thậm chí những đồ vật tư của Pháp á, nó rất là hiện đại. Chỉ cần mà nó đẩy ông từ trên giường qua băng ca, hay là xuống xe lăn, hay là đưa vô bồn tắm, nó giống như một cái bộ máy là có sẵn hết rồi. Chỉ rất là dễ dàng làm chuyện đó, mà ông này rất là khó chịu. Dường như là ông không có hợp tác với lại cái người điều dưỡng. Thì chị bắt đầu chỉ nản. Tại vì thực sự ra bệnh nhân phải hợp tác, mà bệnh nhân cứ làm khó la lên, hoặc là bệnh nhân không có để cho chị này gì kia, mà kiểu mà sợ là máu dồn lên não, có chuyện gì chị chịu trách nhiệm. Thì chị mới nói chuyện với người quản lý là có cách nào để cho chị chăm sóc bệnh nhân khác. Tại vì ông này ông không có hợp tác, hoặc ông không có thích chị. Đó thì người quản lý mới nói rằng bây giờ đã tuyển rồi, và chị đã làm cũng coi như là được 1-2 tháng rồi, thì chị cố gắng chị theo tiếp đi. Đó. Tại vì bệnh nhân ở đây người ta bệnh nặng, cho nên ta sẽ khó chịu. Hầu như những người còn lại đều y chang. Thì khi nghe đến đây thì chị cũng cố gắng. Tại vì ông này có những biểu hiện kỳ hơn những bệnh nhân khác, mà chỉ khó lòng chị giải thích. Thì qua cái lời kể, Tân có thể giải thích cho các bạn dễ hiểu là tuy một cái người ta không có cử động được, nhưng mà người ta có thể chống đối lại cái việc chăm sóc được. Tôi nói ví dụ như cái người bạn của Tân đi, cái anh mà bạn thấy Tân đi chơi đó, tuy là chân của anh không có cử động được, nhưng mà bạn ngắt cái chân là ổng đau nha. Có nghĩa là những dây thần kinh vẫn có cảm xúc, nhưng mà nó không có liên kết với nhau. Đó, mình giải thích cho bạn dễ hiểu. Thì kiểu như khi mà chỉ dời ổng từ giường qua bên ghế đó, ổng hay gồng mình, ổng khó chịu, mà không cách nào để hai bên giao tiếp được với nhau. Không cách nào hai bên giao tiếp. Tại vì chỉ là người nói tiếng Việt, ổng nói tiếng Pháp. Mà bạn biết một người mà đã bị không nói được, mà còn bị thực vật nữa, thì cái chuyện giao lưu rất là khó. Cho đến một cái ngày, ngày hôm đó đó, là chỉ ngồi chỉ lau mình cho ổng. Tại vì thời điểm đó chưa có máy lạnh, mà cái không khí thời đó rất là nóng. Nó nóng giống như những ngày bây giờ nè, nó nóng cực kỳ nóng. Thì bệnh nhân hay đổ mồ hôi, mà mấy người nước ngoài á, họ rất là khó chịu. Thì cứ cách 15 phút là phải đem khăn lạnh vô lau cho họ mát. Thì trong quá trình lau đó, thì chị vô tình thôi, chị vô tình chị chạm phải một cái ngón tay mà giống như nó bị thúi, nhưng mà nó bị bầm đen. Không hiểu lý do tại sao. Thì chị mới phát hiện ra, ủa tại sao cái ngón tay ông này là bị bầm đen. Ông đâu có cử động được, đâu đi đâu được, thì ai vô đây mà làm bầm. Thí dụ như ông phải cử động được, ông phải mở cửa thì bị dập cửa, hoặc là dập cái gì đó thì mới bầm. Còn lần này ông đang là người bị thực vật, mà tại sao cái tay ông lại bị bầm, bị thúi lên như vậy. Thì lúc này là chị mới để ý, chị chăm sóc cái ngón tay, và chị thông báo lại cho những người trong nhà thờ. Thì người ta nói là cái chuyện này bình thường, chắc là do cơ địa hay sao đó. Thì chỉ đo huyết áp, đo đường này nọ, thì ổng bình thường, ổng không có chuyện gì xảy ra hết. Thì lúc này chị mới để ý. Chị để ý ánh mắt của ổng lúc nào cũng cầu cứu á. Cái ánh mắt không phải là ánh mắt của cái người mà đang chống đối. Thì chị mới tới gần. Chị tới gần thì chị vận dụng những cái vốn từ tiếng Pháp. Chị cầm thêm một cái cuốn sách tiếng Pháp luôn đó. Thì chị đọc những cái câu là ông đang đau phải không đó. Thì ổng không lắc đầu hay là ổng như thế nào đó đó. Thì tôi nghĩ là ổng phản đối cái vấn đề ổng đau. Nhưng mà khi chị nói chuyện là ông cần cứu giúp gì không, thì ổng lại chớp mắt lia lịa và ổng tỏ ra bức xúc. Thì lúc này chị mới cảm thấy bất bình thường. Bất bình thường. Thì chị này không phải là người đạo Chúa. Chị này vốn dĩ là người Việt Nam, thì chỉ là người đạo Phật. Thì sau khi chị nhìn những cái biểu hiện trên người ổng á, và sau hơn 2 tháng chăm lo cho ông này, thì chị phát hiện ra ông này hoàn toàn tất cả những biểu đồ sức khỏe ông là bình thường. Nếu như một cái người mà bị bệnh về thực vật như vậy á, thì một phần nào đó trên cơ thể hoặc là sức khỏe sẽ có những biểu hiện không bình thường. Nhưng mà ông này thì hoàn toàn bình thường. Nhưng cái bụng thì càng ngày càng trướng. Chỉ kêu là những người trong nhà thờ kêu là phải cho sử dụng những cái liều thuốc tiêu của Pháp để mà làm cho ông này đỡ trướng. Nhưng mà ổng ngày càng chướng. Nhưng không phải chướng bự, lâu lâu cứ lên chút xíu, lâu lâu lên chút xíu. Thì chị thấy kỳ quá, chị thấy lạ, chị thấy kỳ quá. Nhưng mà chị cũng không biết làm sao. Tại đây là những cái người mà rất là đặc biệt, họ có những cái tiền sử bệnh mà người ta đã nói rằng là phải đưa về Pháp thì mới giải quyết được vấn đề. Thì cái ngày hôm đó là chị được một cái tin vui là ông này đồng ý cho chị đi về Pháp chung, và bắt đầu ra ngoài để chuẩn bị những giấy tờ. Thì khi chị ra được khỏi nhà thờ, chị làm giấy tờ đó, Và nhà thờ nó có quy định rất là nghiêm ngặt nha mấy bạn. Không phải muốn vô là vô mà muốn ra là ra. Đây không phải là nơi mở cái đại trà cho người ta vào ra. Theo lời chị này kể, đây là một nơi hơi bị kín đó, thì chỉ được đi ra ngoài làm giấy tờ và bổ sung hồ sơ để người ta làm giấy tờ và phỏng vấn đi Pháp. Thì khi ra ngoài chị mới gặp lại những người bạn bè, coi như là mình chia tay họ lần cuối để mà chị đi Pháp. Hoặc là không được đi Pháp thì chị cũng lấy toàn bộ giấy tờ hồ sơ, chị đi một tỉnh khác chị sống. Đó, thì khi ra ngoài làm chuyện đó chỉ gặp một người bạn. Thì người bạn này nào giờ là một cái người mà gọi là tâm linh, có nghĩa là có tiếp xúc với những người mà coi bói hoặc là những thầy bùa. Thì khi mà người này gặp chị mới nói rằng là ủa sao trên người cái ấn đường nó đen dữ vậy, và hai bàn tay có dính bùa. Thì chị mới nói rằng là đâu có tiếp xúc với ai đâu mà dính bùa. Chị mới kể ra cái hoàn cảnh chị bây giờ đang làm trong cái nhà thờ đó và sắp đi Pháp như vậy đó. Thì người bạn mới nói rằng nếu vậy mày thử đi tới một cái người thầy, mày coi thử xem. Nhiều khi cái ông đó, ông bị dính ngải, dính bùa gì đó, chứ không phải là ông bị gọi là tai biến hay là bị gì mà bị liệt đâu. Nhiều khi bị dính ngải bùa cũng sẽ bị y chang như vậy. Thì chị cũng bán tính bán nghi đó. Tại người bạn này là cũng làm điều dưỡng chung với chị, và người bạn này nói là nếu mà những chỉ số biểu đồ nó bình thường như vậy đó thì nên đi xem về tâm linh thử. Thì khi qua gặp thầy tâm linh thì nói là chị này có dính cái âm khí trên người, dính bùa ngải trên người. Thì người này mới nói rằng là bây giờ nếu muốn á, thì sẽ cho thử một cái, người ta gọi đến một cái nanh heo đó. Cái nanh heo bỏ vào trong bóp và một cái lá bùa để mà chị này để treo trong người. Thì khi về cái nhà thờ đó hãy nhét cái lá bùa này dưới gối của cái ông đó để coi cái tình trạng bị chướng bụng nó có hết không. Nếu nó hết thì nội trong 3 ngày sẽ ói ra dồi. Và nếu ói ra dồi thì tìm mọi cách để mà giúp ông này đi vô bệnh viện để cho người ta làm sạch sẽ lại, ta test lại. Dù tâm linh phải có, cũng có liên quan đến khoa học nha các bạn. Thì chị này chỉ làm thử, nhưng mà khi để lá bùa ở dưới gối á, cái biểu hiện ông này hoàn toàn có vẻ như là ông đỡ. Ông đỡ và cái bụng ông xẹp. Và đúng 3 ngày chỉ một mình chị này biết thôi, là chỉ đem cái bô vô trong cái phòng thì ông ói ra rất nhiều dồi. Và khi ói ra dồi, ông bắt đầu nói chuyện được mấy bạn. Ông bắt đầu ông nói chuyện được. Thì ông nói là ông bị bỏ ngải, ông bị người ta bỏ ngải. Bây giờ có cách nào cứu ông không? Ông không phải là người bị tai biến mà ông bị người ta bỏ ngải. Thì khi ông nói chuyện như vậy á, là chị hiểu. Tại vì chị cũng biết tiếng Pháp, không biết, miễn người ta nói ra là chị hiểu. Còn mà im lặng mà ra dấu là thôi xong. Tại vì tiếng Anh ông này hình như ông không hiểu. Đó, thì lúc này là chị mới tìm cách để đưa ông ra ngoài. Thì những người trong nhà thờ đó các bạn, người ta cũng thấy đây là một sự kỳ diệu. Người ta thấy một sự kỳ diệu, một cái người dường như nó nằm ở đời thực vật rồi mà có thể ngồi dậy được. Thì chị cũng nói xạo luôn, chị nói là do chị chăm sóc và chị cũng đã biết nhiều cách để mà ứng nguyệt rồi này kia sau đó để cho người này bình thường lại. Thì những người trong nhà thờ họ tin. Họ tin chứ, tại vì chị là điều dưỡng mà. Thì mới đẩy ra ngoài sân đi vòng vòng thoáng mát. Thì chị mới nhân cơ hội đó, chị đẩy ra ngoài luôn. Chị đẩy ra ngoài luôn và vô bệnh viện khám lại. Dùng cái bệnh viện của Việt Nam mình khám lại. Thì người ta nói rằng là toàn bộ sức khỏe của ông đang hồi phục lại bình thường. Chỉ cần là xúc, gọi là lọc cái ruột, xúc ruột ra nữa đi. Tại vì bên trong nó có nhiều thứ nó không có tốt. Những cái đồ ứ đó thì ấu ra rất là nhiều thứ. Thì bạn biết ngay cả những người trong bệnh viện lúc đó thật bất ngờ. Ông ói ra toàn lưỡi lam với đinh không à. Ông ói là lưỡi lam với đinh. Bạn biết đau đớn cỡ nào để mà chữa cái đó. Thì khi ông ói lần cuối cùng là ra một cục máu đen. Thì ông khỏe và đưa về. Thì chỉ nói là cái đường đẩy xe mà đưa ông về đó, mà đưa lên xe thời đó là có taxi đó, mà đưa lên đưa về đó, thì chưa tới nhà thờ là ông đã đi được rồi. Là ông khỏe, ông đi được. Thì ông vô trong nhà thờ đó, ông bình thường, ông hồi phục, ông tập luyện. Và sau đó ông và chị này được về Pháp. Thì trên chuyến bay về Pháp, ổng mới kể cái sự việc của ổng. Là cái ngày hôm đó là ổng có quen một cái cô gái người Cam ở trong cái xóm đó. Và cô gái người Cam này á, là cũng tới nhà ổng để mà coi như là dọn dẹp rồi chăm sóc trong nhà của ổng. Thì một lần ổng phát hiện cô này ăn cắp đồ, ăn cắp tiền của ổng, thì ổng làm lớn chuyện lên và ổng chửi. Nhưng mà bạn biết á, họ chửi, họ răng đe, họ dạy thôi. Cái ông đó ông dạy thôi, chứ ông không có ý xúc phạm hay đuổi việc. Ông kêu như là mày đừng bao giờ làm như vậy, mày túng thiếu thì mày nói mày xin tao cho, chứ đừng bao giờ ăn cắp, ý là vậy. Nhưng mà cái cô người Cam này có đem lòng hận, cô về nhà cô làm bùa và cô bỏ vô trong cái toilet nhà ông này. Vậy là từ đó ông này xảy ra rất là nhiều chuyện ở trong nhà, rất là nhiều chuyện gọi là tâm linh. Và ông ăn không được, rồi cái đêm hôm đó là ông bất tỉnh một ngày một đêm. Mà may được người ta cứu, người ta đưa về nhà thờ này. Sau khi ông chữa trị xong hết, người ta đưa về nhà thờ này, thì cái lá bùa đó vẫn có tác dụng. Nó vẫn có tác dụng nha các bạn. Cho đến khi mà cái cô kể câu chuyện cho mình á, cô tìm cách của phá được lá bùa đó thì ông bình thường lại. Thì tôi nghĩ là cái người Cam nó hiện tại tôi không biết như thế nào, nhưng mà đây là một câu chuyện mà cổ gặp. Và bây giờ cổ được định cư ở Pháp. Và một cái điều nó rất là bất ngờ là cổ nhận ông này làm cha nuôi. Cổ nhận ông này làm cha nuôi luôn. Và hiện tại là cổ cũng đã có một người chồng là người Pháp và sống yên bình ở bên đó. Thì đây là một cái chuyện tâm linh bùa ngải mà cổ gặp được. Mà vô tình cái câu chuyện đó lại đưa cổ đến một đất nước mới để mà định cư. Thì nghe những câu chuyện ma mà Tân kể đó, thì cái chị này mới kể câu chuyện về cho Tân để đóng góp cho kênh của mình. Thì đây là một câu chuyện nhẹ nhàng chiều thứ bảy về bùa ngải, về những cái vấn đề tâm linh. Nó không những xoay quanh cái đạo Phật của mình mà đôi khi nó còn xoay quanh trong những đạo giáo khác và những chủng tộc con người khác nhau sống trong nước Việt Nam mình. Các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.